Xin chào tất cả các em. Xin chào tất cả các em. Yeah. Hiện tại thì bây giờ là hơn 8 giờ tại trụ sở Notebook, và bây giờ có anh Quang và chị Yến đang làm những cái công đoạn trong cái việc mà trang trí sân khấu trong buổi ra mắt chương trình phục thể chương trình ngày mai. Còn anh Diên và anh Trinh thì đang tập trung làm slide cho buổi chương trình ngày mai. Vừa nãy anh vừa post một cái status hỏi các em về ý tưởng để trang trí sân khấu. Tuy nhiên là sau khi mà đi ra đi vào một lúc thì anh đã nghĩ ra một ý tưởng rất là độc đáo, và anh tin rằng các em sẽ cảm thấy rất là thú vị với cái ý tưởng xếp hình này của anh và anh Quang. Và sau đây chúng ta cùng bắt đầu. Yeah. Và trước khi bắt đầu thì xin tiết lộ với các em một bí mật nho nhỏ, đấy là đây, và đây là một bàn xếp chữ của chị Yến của chúng ta. Đây, đố các em biết là chị ấy đang xếp chữ gì và với mục đích gì. Đây, các em có thể để ý đây. Đấy. Đấy. Thế thì chỗ này chú phải post lên để cho các em đoán đấy được không? Đấy. Vâng, và bây giờ là chúng ta vào tiết mục chính, đó là xếp hình. Quang, em dỡ hết đấy ra đây, dỡ hết sách ra. Mà anh đố mấy đứa đoán được là anh xếp hình gì đấy. Ê. Ai. Gặp lại đấy, giỏi quá.